Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Lâm Lịch San Đà Nẵng. Và trong ngày hôm nay thì Lâm có một trải nghiệm khá thú vị cho một anh khách hàng. Đó là anh ấy ở một khu vực có vị trí rất nhiều đường dốc, đồi núi. Thì sau khi đã tham khảo tất cả các mẫu sedan B trên thị trường thì anh ấy gọi điện cho Lâm và bảo là: "Em ơi, có chiếc xe nào ok, đẹp, bảo hành dài dài tí cho anh vì anh sẽ mua xe lần đầu ấy." Thì mình cũng lựa cho anh ấy một chiếc xe CVT cao cấp nhất của Nissan Almera. Thì với cái động cơ là 1.0 turbo cho công suất mã lực lên tới 99 mã và đạt công suất cực đại tại vòng tua rất là thấp, thì mình nghĩ là chiếc xe này nó phù hợp với anh. Anh em nào mà ở Đà Nẵng thì chắc là nhìn qua là biết ngay. Thì bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe Nissan Almera với động cơ 1.0 turbo. Và chúng ta sẽ cùng lên chùa Linh Ứng, một ngôi chùa rất là nổi tiếng tại Đà Nẵng. Ok, cùng trải nghiệm nha mọi người. Bây giờ Linh Ứng đúng không? Cứ để sport chạy đường đèo là ok nhất. Thằng này là CVT nha, nó không có vợ là cấp số giống như là những cái dòng xe khác. Dạ, nó sẽ chia thành 3 cái luôn. Để cho nó tự động hết luôn. Tự động hết. Nó không có phải là dùng tay, dùng giết chân gì hết. Không phải lẫy liếc gì hết trơn á. Ví dụ như lên dốc thì sport, xuống dốc thì đi L, đi bình thường là đi D. Con này đi đều ổn mà, thêm hai người nữa vẫn bình thường. Không, xuống đây bốc hai người lên ngồi luôn này. Cho khỉ ăn là có phần với khỉ. Đúng rồi. À, đúng rồi. Không quen, xuống, quen với cách kiếm sống rồi giờ. Nó đâu biết kiếm ăn đâu đó. Nó cứ xuống đây nó ngồi chờ. Từ từ. Ấn ăn cho mà khỉ chưa. À, có một cái dốc cao như thế này. Sức ăn thua chỗ dốc cao này. Lên. Dốc hồi nãy chưa cao luôn hả? Dốc nãy cao hơn nhá. Dốc nó là cao nhất rồi. Chỗ đây đến bãi đỗ xe rồi còn gì nữa. À, 1.500 tới 2.000. Nhẹ nhàng đấy chứ.
và cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Thì sau khi anh đã được tham khảo cái cung đường mà anh ấy muốn được trải nghiệm thì đã quyết định xuống tiền và chốt chiếc xe Nissan Almera CVT cao cấp nhất của bên Lâm. Và Lâm cũng đã có một buổi lễ bàn giao cho anh và chúc anh trăm điều may mắn, vạn dặm bình an, luôn thành công và rực rỡ hơn nữa. Và nếu như anh em nào đang có nhu cầu thì hãy gọi điện cho Lâm. Lâm luôn có chính sách đặc biệt giảm giá và hỗ trợ sau khi anh em xem video mà gọi điện cho Lâm. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Yêu quý Lâm thì hãy like và subscribe kênh của Lâm Nissan Đà Nẵng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.